Hai, xin chào các bạn, mình là Duy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đăng ký một cái gọi là cái máy chủ trên đám mây dành cho riêng mình. Thì đây là cái dịch vụ do VMware cung cấp. Thì các bạn cũng đã biết là cái sản phẩm nổi tiếng VMware đó là máy ảo, có lẽ là cũng rất nhiều bạn đã dùng rồi. Thì đây là một cái dịch vụ mà nó cho phép chúng ta đăng ký dùng thử 90 ngày trước khi chúng ta upgrade lên cái bản phiên bản có phí. Mặc dù là 90 ngày nhưng mà nó cũng có rất là nhiều tính năng hữu ích, và theo như mình đánh giá thì đây là một trong những dịch vụ mà đám mây mà tốt nhất. Cái này là theo như là mình đã từng sử dụng một số dịch vụ khác thì thằng này là tốt nhất. Thì ở đây các bạn có thể vào cái trang web có địa chỉ như sau là vcloudservice.vmware.com. Thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì các bạn nhìn xuống dòng ở dưới này, các bạn click vào sign up now để chúng ta đăng ký một tài khoản. Thì khi các bạn bấm vào thì nó sẽ hiển thị ra các cái thông tin cơ bản của cái dịch vụ. Ở đây nó có ghi rõ là 90 ngày free và có thể cài đặt được hệ điều hành là Windows hoặc là Linux. Ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta tất cả là 2GB RAM và 50GB dung lượng lưu trữ. Thì cái 50GB này cũng là vừa đủ để chúng ta có thể thử nghiệm một vài thứ, và nó sẽ hỗ trợ chúng ta là hai máy ảo và hai CPU. Ở đây là cái form đăng ký, thì các bạn có thể đăng ký như bình thường như là cách đăng ký trên các cái diễn đàn hoặc là blog. Thì first name là chúng ta sẽ điền tên, ví dụ như là tôi tên Duy, điền là Duy. Last name là Võ. Company thì các bạn điền cũng được, nếu mà các bạn không biết thì các bạn điền là home cũng được. Business email, đây là cái email của chúng ta. Cái phone này thì tôi xin lưu ý với các bạn là các bạn phải điền đúng cái cộng, tại vì đang ở Việt Nam thì chúng ta sẽ điền là cộng 84. Và số điện thoại, ví dụ là số điện thoại của tôi, ví dụ là đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bỏ cái số 0 ở đầu tiên đi và bắt đầu từ cái số tiếp theo, và cái extension thì chúng ta không cần phải điền. Cái này là tại vì tôi dùng cái chế độ autofill của Google Chrome, nó tự động nó điền sẵn, nhưng mà đôi lúc nó cũng điền sai. Và các bạn sẽ bấm vào đây để chúng ta agree cái chính sách của dịch vụ mà nó cung cấp. Xong rồi các bạn sẽ bấm vào nút Get Started. Thì vì tôi đã đăng ký một tài khoản rồi nên là tôi sẽ không đăng ký tài khoản nữa, để tránh trường hợp mà bị ban IP. Bây giờ tôi cũng hiện tại đang quay video clip này thì chưa có fake IP để mà đăng ký, cho nên là nó không an toàn. Thì khi mà các bạn đăng ký đây thì nó sẽ gửi email cho các bạn với cái đường link là confirm hoặc là activate. Thì các bạn bấm vào cái đường link đó trong email, và đồng thời chúng ta sẽ kiểm tra cái điện thoại của chúng ta, cái số điện thoại mà chúng ta đăng ký đây, để nhận được cái activation code. Thì các bạn điền cái code đó vào trong cái form mà khi các bạn bấm cái đường link ở trong email á, thì nó sẽ activate được. Thì xin lưu ý với các bạn là khi mà mình đăng ký thì nó sẽ nói sau khi activate xong thì nó sẽ báo là 15 phút để kích hoạt cái dịch vụ, nhưng mà có thể là các bạn sẽ chờ vài tiếng nó vẫn chưa kích hoạt, nhưng mà lúc mà đăng nhập thì nó vẫn báo là bạn vui lòng chờ 15 phút. Thì cái này là khá bất tiện, nếu mà như các bạn nóng lòng thì các bạn có thể gửi cái email cho cái bên support để mà họ kích hoạt dịch vụ cho bạn. Ví dụ như đây, đây là cái email của tôi đây. Nó có cái bên supporter, nó sẽ có cái email như thế này, và các bạn có thể là soạn một cái nội dung thư bằng tiếng Anh để chúng ta nhờ bên support kích hoạt dùm. Thì cái này là mình không biết là một số bạn khác đăng ký là sau 15 phút có được activate tài khoản hay không, nhưng mà riêng mình thì chờ tới 5 giờ mà nó vẫn chưa activate, nên là mình phải gửi email.
để thông báo cho biết. Thì ở đây là cái nội dung email mà mình gửi mẫu, các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như là xin chào supporter, tôi không thể kích hoạt cái tài khoản. Tôi đã kích hoạt tài khoản nhưng mà không thể đăng nhập vào để sử dụng sản phẩm. Thì để chờ 5 tiếng, nhưng mà khi mà nhập vô Sinh Em Password thì nó show ra cái lỗi này. Nếu mà các bạn thấy lỗi tương tự này thì các bạn có thể gửi email support để cho nó kiểm tra tài khoản của bạn. Thì vấn đề là sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ có một cái đại khái là chúng ta sẽ có một cái email là mật khẩu, là nó có cái dạng như này nè. Đây là cái email mật khẩu chứa cái tài khoản username và cái mật khẩu. Thì cái username và password đây nó sẽ tự động generate, tự động tạo ra cho các bạn. Và cái này nó hơi khó khăn một tí là cái password nó là các bạn phải giữ cẩn thận, bởi vì nó không có cái chế độ mà không có chế độ mà thay đổi password. Mỗi lần mà bạn muốn thay đổi password thì bạn phải gửi mail cho cái thằng supporter thì nó sẽ thay đổi giùm bạn. Mình không biết tại sao nó lại làm như vậy, chắc có lẽ là vì lý do bảo mật. Rồi thì khi mà đăng ký thành công thì bạn chỉ việc login vào đây, login vào để sử dụng dịch vụ. Đây thì cái username nó có cái dạng là admin a+, cái này là cái số mà nó cấp cho bạn, cái password ở trong email, và bạn bấm login now. Thì cái phần đăng ký có lẽ mình nói hơi dài dòng, nhưng mà có thể bạn có thể tự đăng ký thử để rút kinh nghiệm. Thì khi đăng ký thành công thì nó sẽ ra một cái trang như vậy. Thì ở đây nó báo là cái tài khoản là đã activate vào ngày, ủa hình như cái thời gian bị sai ở đây rồi. Rồi thì để tạo một cái server thì các bạn bấm vào My Cloud. Ở đây là mình đã tạo một server sẵn rồi, bây giờ mình sẽ delete cái server này để tạo lại. Thì trong cái quá trình mà sử dụng cái server thì mình thấy là tốc độ nó cũng tương đối là ổn định, mặc dù là có hơi chậm, nó hơi chậm một tí bởi vì cái server nó đặt ở nước ngoài, nhưng mà các bạn không không phải là quá chậm. Nghĩa là chúng ta rê chuột thì nó khi chúng ta click thì khoảng vài mili giây nó sẽ phát sinh sự kiện click, mà điều đó cũng không quan trọng lắm. Lúc nãy là nó có nói là mỗi cái tài khoản này sẽ được hai cái máy ảo, nhưng mà tại vì đây là mình sử dụng một cái máy ảo, nhưng mà mình đã sử dụng hết 2 GB và 50 GB HDD rồi, nên là không thể tạo thêm một cái server khác được, nên là mình phải delete này để demo cho các bạn xem. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái server mới, các bạn bấm vào nút Add a New Server. Ủa sao cái này nó không ấy được ta? Có lẽ bị cái giao diện. Đây, Add a New Server. Thì chúng ta sẽ thấy cái form đăng ký như thế này. Các bạn điền server, tên của server, ví dụ như đây các bạn bấm create new app thì template. Thì cái
các bạn chọn là Operating System. Và ở đây chúng ta sẽ chọn hệ điều hành chúng ta muốn. Thì nó hỗ trợ một số cái hệ điều hành. Của Windows thì có Windows Server 2008 R2 64-bit, 32-bit. Bên Linux thì có CentOS hay là Debian, Ubuntu cũng có hỗ trợ. Thì mình sẽ sử dụng cái Windows Server 2008 cho dễ dùng. Và ở đây thì mình chọn hết là 2GB, 2CPU. Bởi vì cái thông số này nó cung cấp cho chúng ta cũng hơi ít, nên là sử dụng hết cho tốc độ nó được cải thiện một chút. Ở đây sẽ chọn vào cái Assign Server and External IP để chúng ta, nó cấp cho chúng ta cái địa chỉ IP. Rồi, các bạn chọn luôn cái option này. Và đây chúng ta, nếu mà chúng ta tích vào đây thì khi mà nó khởi tạo ra được cái server thì nó sẽ tự động nó turn on cái server của bạn. Còn nếu mà các bạn không tích vào thì mặc định sẽ là turn off. Thì chúng ta muốn turn on, chúng ta bấm vào đây và các bạn bấm add new. Thì đây nó chạy nó cũng là hơi bị lâu, khoảng vài phút. Thì ở đây có một cái điểm hay là chúng ta sẽ không phải cài lại cái hệ điều hành từ ban đầu, mà chỉ cần chọn vào cái option là nó sẽ tự động cài đặt cho chúng ta. Và sau khi đã tạo xong thì chúng ta sẽ thấy một cái dòng startup để là chữ running màu xanh lá cây. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng được server. Thì các bạn bấm vào cái VWin vCloud Director, nó sẽ nhảy ra một tab mới. Và nó đây nó sẽ thông báo là chúng ta phải sử dụng cái Internet Explorer 7 hoặc là Firefox 3 trở lên. Bây giờ mình sẽ sử dụng Firefox. Bạn bấm vào My Cloud để chọn vào VWin vCloud Director. Và tại màn hình này chúng ta sẽ double click vào. Nó sẽ tới cái diagram của cái app chúng ta, và giờ các bạn click vào. Nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ. Ở đây đang báo là connecting, là đang kết nối. Chúng ta chờ một chút. Rồi các bạn bấm Ctrl Container Delete để đăng nhập. Chúng ta trở lại cái cửa sổ khi nãy để lấy password. Đây.
Và đây là cửa sổ đầu tiên chúng ta sẽ thấy. Thì cái này chúng ta không cần quan tâm đâu, các bạn cứ tắt cửa sổ này đi. Và bây giờ là chúng ta sử dụng cái này như là một cái Windows bình thường. Giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra mạng của nó như thế nào. Vì status ở đây chúng ta thấy là tốc độ của, ở đây ở ngoài này chúng ta thấy tốc độ nó là 1 gigabyte trên giây. Thì các bạn có thể dùng VPS này để download hoặc là upload dữ liệu, hoặc là đau phim, đau game chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cài cái chương trình TeamViewer để chuyển dữ liệu từ cái server này về máy, hoặc là sử dụng Google Drive hay là bất cứ chương trình nào mà có thể chuyển dữ liệu từ máy này sang máy khác. Thì thông thường là rất là nhiều bạn đăng ký VPS để download và upload dữ liệu. Và mình tắt cửa sổ này. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết nối tới server thông qua cái remote desktop của Windows cung cấp. Bên tab admin chúng ta có thể thay đổi một số cấu hình của user khi mà đăng ký. Các bạn bấm đây thì password và confirm thì chúng ta sẽ không thể thay đổi được. Chúng ta có thể thay đổi được cái full name và cái địa chỉ email. Thì với tài khoản này thì chúng ta có thể tạo tối đa là 2 cái máy ảo. Nên là một cái cục này là tương đương với một cái máy ảo, là bị đại diện cho một cái máy ảo. Thì tại vì ở đây mình đã sử dụng cái 2GB và 50GB dung lượng, nên là chúng ta sẽ không thể tạo thêm new một cái server được nữa. Và nó sẽ hiển thị thông báo lỗi là chúng ta phải upgrade tài khoản lên để sử dụng thêm máy ảo. Tutorials đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ giới thiệu một cái cloud khác là sử dụng trên nền của web service của Amazon ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.